cũng đã tới chỗ neo không? Mấy anh em cũng mới vừa ăn cơm xong luôn. Và bây giờ sẽ làm ca thứ hai nha, đúng không chị? Coi thử điểm này săn bắt được những gì nha. Em xin luôn chào quý cô chú anh chị nha. Em nhảy xuống rồi này. Nước thì cũng rất là trong luôn. Nhìn xuống mà thấy anh cảnh luôn kìa. Còn bên đó là anh đỏ. Nhìn xuống thấy đất luôn á cả nhà. Trong veo luôn. Trong quắc trong veo nhìn đã lắm luôn. Chỗ này thì có những con bà rất là nhiều luôn nè. Anh cảnh đang bắt cái gì kìa. Anh cảnh có bắt được một con ghẻ này cả nhà. Ghẻ này thì là ghẻ mặt trăng, còn có tên gọi là ghẻ ba chấm á cả nhà. Ghẻ mặt trăng thì ở quê Pháp gọi thôi. Pháp phát hiện một con ghẻ nè. Ghẻ này quê Pháp hay gọi là ghẻ nhà. Ghẻ này là giống loài ghẻ đực á cả nhà. Nó thường hay ấp những con ghẻ so. Có nghĩa là ghẻ nhàn với ghẻ so nó hay giao phối cùng nhau lắm cả nhà. Vì hôm trước Pháp có nói cho cả nhà hiểu rồi. Ghẻ này có tên gọi là ghẻ xanh nữa nha. Ghẻ này thì nó nhỏ thôi cả nhà. Pháp thì không bắt đâu, quay cho cả nhà xem một chút thôi. Pháp thả nha. Pháp phát hiện một con sò Mica này. Con Mica này thì nó giòn thôi cả nhà. Có chỗ thì sẽ gọi là sò sữa cả nhà. Thêm một con nữa nè, quá đã luôn. Pháp phát hiện một con mai sọc nè. Con mai này cũng khá là to cả nhà. Mai này thì với em hay gọi là mai sọc thôi. Còn ở nơi nhà mình tên gì thì comment cho em biết nha. Thêm một con ốc này cả nhà. Ốc đá. Ốc đá nâu quá cả nhà. Pháp có phát hiện một cái mánh của con ốc này. Một con ốc rất là trắng tinh luôn. Ốc này thì cũng gọi là ốc đá thôi cả nhà. Thêm một con sò Mica nữa này. Pháp có phát hiện một con mai sọc nữa nè. Con mai sọc này ở trên nó đóng hai con gì đây nè. Như con hải sâm vậy đó cả nhà. Hải sâm này thì em không biết nha. Nhìn nó cũng rất là đẹp luôn. Em thì không bắt đâu. Thương lái không có mua cả nhà. Đây em lại phát hiện dấu tích của con ốc bò nữa nè. Ốc bò thì nhìn rất chi là dễ thấy luôn. Cũng là một con ốc đá thôi. Được một con ốc đá nâu này cả nhà. Lại phát hiện thêm một cái con ốc nữa nè. Cũng là một con ốc đá luôn cả nhà. Con ốc đá này thì nó trắng tinh luôn nè cả nhà. Nhìn đá luôn. Nhìn cái vỏ nó trắng tinh, nó nhìn nó đẹp lắm cả nhà. Đây, còn đây là những cái trứng của con ốc hương cả nhà. Pháp sẽ coi thử nha, thử có con nào không. Tại vì ốc hương nó đẻ thì nó sẽ đi, có khi nó ở lại rất là nhiều luôn cả nhà. Lại phát hiện một cái trứng ốc nè. Đường nào cũng có ốc thôi. Một con ốc đá trắng nữa. Với một con ghẻ này cả nhà. Ghẻ này thì với Pháp hay gọi là ghẻ ba chấm. Lộn nha, ghẻ mặt trăng đó cả nhà. Còn có tên gọi là ghẻ ba chấm nha. Ở trên lưng của nó có ba chấm đó cả nhà. Con ghẻ này thì nó bé thôi. Pháp để quay cho cả nhà mình xem thôi, chứ Pháp không bắt nha. Tại vì nó bé thôi, nó không được to đâu. Nếu mà nó to thì Pháp sẽ bắt nha. Con ghẻ này nó khá là chắc luôn á cả nhà. Ghẻ này là ghẻ mái cả nhà. Cái yếm nó to sẽ là ghẻ mái nha. Pháp phát hiện một con ốc tỏi vàng đầu tiên luôn nè. Quá đã luôn. Ốc tỏi vàng cái vỏ của nó dày á thì nó sẽ có giá trị cao hơn nha cả nhà. Còn nó mỏng thì giá nó sẽ thấp đi.
ngay cái miệng của nó cả nhà, nó màu vàng vàng á, nó dày á. Đây đây, Pháp lại phát hiện cái con ốc tỏi vàng nữa nè. Ồ, quá đã luôn. Bắt bóc những con ốc tỏi vàng này ham lắm á cả nhà, nhìn đã lắm. Tại vì nghe Pháp thì chủ yếu là thả những con ốc tỏi vàng này nè, có một cái là bóc là lấy mì luôn á cả nhà. Đây Pháp lại bắt được một con nữa nè. Ồ, chạy tới một xíu thôi và thêm một con nữa rồi, quá đã luôn cả nhà. Ốc tỏi vàng thì những anh em thích đi săn lắm luôn. Ồ, Pháp lại phát hiện dạng nữa nè cả nhà, nước trong nhìn đã nha. Ồ, cái con sò ngọt này phải không ta? À, nó là vỏ cả nhà à. Ồ, em tưởng cái con sò ngọt nó nằm trên dạng chứ, ai nhì là giả. Ồ, có cái hang nè. Ồ, hình như có con gì trong đó hay sao cả nhà. Ồ, còn dưới kia là anh đỏ. Anh đỏ cũng chạy tới dạng nè. Ồ, cái sợi dây gì đây ta? Ồ, có những chú cá nhỏ nè. Ồ, cái sợi dây này em không biết ai cột lên luôn nè cả nhà. Em chạy tới là em đã thấy rồi. Ở trên nó có cái hộp lon nha. Ai bơm cái hơi lên đó cả nhà. Wow, chỗ này Pháp phát hiện một cái ổ ốc nè. Wow, ổ ốc gai. Ốc gai này con nào con lấy thì chắc là to luôn cả nhà. Quá đã. Em mà sẽ phe anh đỏ nha. Anh đỏ đang ở dưới kia kìa. Em mà xung quanh quan sát thử. Anh đỏ đang bắt cái gì ta? Em mà chờ anh đỏ bắt lên em mà sẽ phe nha. Những con ốc gai này quá là to luôn á cả nhà. Con nào con lấy rất là to luôn. Kìa, anh đỏ đang bắt cái gì kìa. Anh đỏ đang say mê bắt cái gì ta? Thì ra là con cá sơn. Con cá này khá là bé luôn. Anh đỏ dành đi lấy về nhậu á cả nhà. Em thì nửa muốn bắt nửa muốn không. Kìa, em phát hiện kìa. Wow, có một con cá nóc ngú á cả nhà. Cá này gọi là cá nóc ngú nè. Anh đỏ chắc phái lắm. Mấy hôm trước thì em không đâm đâu cả nhà, em có quay lên. Anh đỏ nói tại sao không đâm. Em thì không muốn đâm những con cá này nha, tại vì em cũng không muốn ăn á cả nhà, nên em không đâm đâu. Còn anh đỏ thì thôi, cỡ nào anh cũng đâm á cả nhà. Nhưng mà cá này ăn rất là ngon nha, ăn ngon lắm. Em thì ăn rồi chứ không phải là không ăn nha cả nhà. Đây là em đang coi toàn thứ còn những con ốc gai nào nữa hay không nè. Như em nhìn xuống em thấy kia nó còn nữa kìa. Nhiều quá. Quá đã luôn. Em sẽ lấy lên lấy một mớ để lên ghe luộc ăn ở cả nhà. Còn không thì để lại cho anh đỏ. Anh đỏ sẽ vào nhậu. Nhưng mà anh đỏ đã có cá nóc rồi, anh đỏ sẽ không cần những con ốc này đâu cả nhà. Cá nóc ngú đó thì thôi, ôi trời ơi, rồi anh đỏ đi ăn nhậu là ok rồi, không còn phải bàn cãi nữa cả nhà ơi. Nữa nè. Quá đã luôn. Còn những con ốc mà gai con nào cũng lấy rất là to luôn cả nhà. Nó to đến cỡ này là hết rồi đấy, nó không to được nữa đâu. Cỡ này là nó đã già rồi. Em xin nha, em sẽ lụm vào giọt nha, để lên luộc cho mấy đứa nhỏ đồ ăn luôn cả nhà. Đây, em lại phát hiện một cái con ốc tỏi vàng nữa nè. Quá đã luôn. Đây, em có dành thì anh đỏ hay sao á cả nhà. Thêm một con ốc mỡ nữa nè, mánh ốc mỡ đó. Thì ra là con ốc mỡ ma.
Nhưng con này cũng khá là to luôn, những con ốc mỡ ma nó to lắm cả nhà. Có con thì nó sẽ to hơn một xíu nữa nha. Đây nữa nè, ốc tỏi vàng nữa, quá đã. Nhìn rất là ham luôn cả nhà. Mặt đất cát mịn nè. Cát mịn nè nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà những cái mánh ốc á cả nhà, nó nằm rất chi là khó thấy luôn. Lại thêm một con ốc mỡ ma nữa nè. Em lại phát hiện một con sò điệp nữa nè. Con điệp nào con điệp nấy khá là to luôn. Ca đầu tiên em bắt những con điệp khá là nhiều luôn cả nhà. Em bắt cỡ mười mấy hai chục con luôn. Còn ca này nữa nè, quá đã luôn. Những con điệp này nướng mỡ hành đó cả nhà. Hết sảy luôn, ăn ngon lắm. Wow. Cả nhà có thấy gì không? Em đã thấy rồi nha. Một con cá bò diếp. Ban ngày thì nó khó đâm lắm á cả nhà. Ban đêm thì rất chi là dễ luôn. Em mới gặp nó thôi, nó cũng gặp em luôn và nó đã chạy rồi cả nhà. Em không biết có chỉ được hay không đây. Nhìn nó to lắm á cả nhà. Nhìn trong cá nó bé thôi chứ hoài nó to lắm. Em cầu mong sẽ đâm được con này nha. Sẽ về nấu chua ăn. Về nhà cả nhà, nấu chua ăn chắc là ngon luôn. Cá này ăn thôi, khỏi chơi rồi. Thật sự mà nói rất là buồn luôn cả nhà. Em đâm chợt rồi, nó chạy mất tiêu luôn. Buồn quá cả nhà ơi. Đây, em lại phát hiện một con ốc tỏi vàng nữa nè. Quá đã luôn. Ốc tỏi vàng thì nó cũng dai thôi cả nhà, nó không có được nhiều nha. Hiện tại thì ghi em đang dắt đi nè. Có anh đỏ đó. Đây, em phát hiện một con mai sọc nữa nè. Con mai này khá là cứng luôn nè. Wow. Nhìn khá là to luôn á cả nhà. Bằng một gang tay của em luôn. Những con mai sọc á, nó to, nó sẽ nặng ký hơn cả nhà. Em bỏ vào giờ không được luôn nè. Em sẽ bẻ cái cạnh nó nha. Những con mai nào mà bỏ vào giờ không được á, thì em sẽ bẻ cạnh nó và nhét vào thôi. Lại thêm một con mai sọc nữa nè cả nhà. Quá đã luôn. Cũng con này cũng khá là to nè. Nhìn nó đen hầm luôn, là có nghĩa nó đã già rồi cả nhà. Những con mai mà nó không có màu đen á, nó sẽ mỏng hơn. Thêm một con ốc tỏi vàng nữa nè. Quá đã luôn cả nhà. Ốc tỏi vàng thì còn mong chỗ nhiều nhiều thôi, chứ còn lai dai thì bắt cũng không được bao nhiêu đâu cả nhà. Pháp đã thấy cái gì rồi nè. Thì ra là con tu hài á cả nhà. Tu hài này được gọi xếp vào vòi voi của Việt Nam nha. Tại vì bên nước ngoài cũng có gọi là ốc vòi voi, mà tại sao Việt Nam mình không gọi là ốc vòi voi luôn hả cả nhà, đúng không? Nó cũng y như nhau mà, đúng không? Em thì thấy là công nhận rồi cả nhà. Còn những anh em chị em thì sao đây, em không biết nha. Quá đã luôn. Đây lại thêm một con nữa nè. Quá đã. Hai con. Bên kia có con sầu dương kìa. Quá đã. Xét quên luôn. Một con tu hài với một con sầu dương, quá đã luôn. Sầu dương thì quê em hay gọi là sầu ngọt nha. Quá đã. Con sầu dương này nó hơi giòn thôi nha cả nhà. Còn con tu hài thì nó sẽ to rồi. Quá đã luôn. Pháp cũng đã lấy đầy quạt cho này cả nhà. Lúc này xem Pháp sẽ mở quạt ra và đi bắt hải sản tiếp nha.
Pháp phát hiện một con ốc này. Ồ, quá đã, ốc đá. Đây, Pháp chạy ra lại thì có bốc được một con ốc đá nâu với một con ốc tỏi vàng này. Ồ, quá đã luôn cả nhà. À, Pháp lại phát hiện một con sò dương này. Ồ, quá đã. Ồ, con sò dương này to cả nhà. Nhìn to lắm. Mới chạy ra lại thôi mà đã bốc được một con sò dương khá là to rồi nè cả nhà. Với một con ốc tỏi, một con ốc đá cả nhà. Quá đã luôn. Những con sò mới ca này em xin hạn chế nói nha cả nhà. Tại vì nó cũng nhiều lắm luôn. Có chỗ thì sẽ gọi là sò sữa cả nhà. À, một con. Cả nhà có thấy gì không? Pháp là Pháp đã thấy rồi đó nha. Ha ha, tì da là con cá ngựa nó trốn chắc là khỉ luôn nè cả nhà. Wow. Quá đã. Một con mai nữa nè. Con mai sọc quá cả nhà. Những con cá ngựa cả nhà, khi mà nó gặp những anh em của Pháp này, nó sẽ trốn vào, nó núp, nó xét vào luôn cả nhà. Con cá ngựa này nó hay lắm luôn. Con mai sọc này khá là cứng luôn nè cả nhà. Pháp lại phát hiện một con sò chai này. Hình như nghe Pháp thả xuống này có sò chai sao á cả nhà. Đây thêm một con nữa nè. Một dấu đường của con ốc bò nữa kìa cả nhà. Đó, cũng là một con ốc đá thôi. Chỗ này có sò nhiều nè. Quá đã luôn. Cả nhà xem kìa, một con trai mà đã đóng viên một cục hà luôn. Đây, Pháp bắt được một con ốc giấy này. Ốc giấy này quê Pháp hay gọi thôi, cũng có tên gọi là ốc bông nha cả nhà. Ốc này thì những anh em chỉ lấy đặt da thôi để ăn thôi, chứ không bán đâu. Lại phát hiện một con ốc tỏi nữa nè. Quá đã luôn. Ốc tỏi thì nhìn có cái quả bột trắng là dễ biết nhất cả nhà. Thêm một con mai sọc nữa nè. Quá đã luôn. Con mai sọc nào, con mai nấy khá là to luôn cả nhà. Mai sọc thì giá dao động chỉ 25.000 một ký thôi, khá là dễ luôn. Pháp phát hiện một con ốc nè. Ốc này là ốc miệng bự cả nhà. Nó bò nè. Ốc con video này thì Pháp có để đằng đầu cho cả nhà mình xem á cả nhà. Nó bò rất là chậm luôn. Nhưng mà được việc một cái là nó bò đi mãi luôn nha cả nhà. Nó không có ham chơi nè. Nó không có ngừng nghỉ đâu. Nó cứ bò hoài luôn á cả nhà. Quá đã luôn. Con nhìn nó bò, cách nó bò rất là đẹp. Con nha đi. Con nha, con cua gì kìa. Pháp mời cả nhà xem một chút nha.
Ồ, Pháp lại phát hiện ra thêm một con ốc tỏi vàng nữa nè. Quá đã luôn. Ốc tỏi vàng này nó cũng khá là dài luôn cả nhà. Nó không có nhiều nha. Chạy lâu lâu mới được một con thôi. Đây này cả nhà, cái vòi màu trắng nè. Nhưng nó là con ốc giấy nha. Nó không phải là con ốc tỏi vàng đâu. Ồ, thấy chưa? Tại vì cái mánh nó to cả nhà. Cái mánh nó to thì sẽ là con ốc giấy. Còn cái mánh nó nhỏ thì sẽ là con ốc tỏi vàng. Pháp lại phát hiện một con mai nữa nè. Mai cũng là một con mai sắc thôi. Bên kia là anh đỏ. Pháp hiện tại đang mang về sọ cả nhà. Pháp đã lấy đầy quạt rồi, còn anh đỏ thì chưa nha. Anh đỏ vẫn chạy vòng vòng. Đây, em thì đã về sọ rồi nè. Và em cũng sẽ mở vợt ra và di chuyển để đi bắt hải sản tiếp nha. Chắc em sẽ làm một mớ họ một vợt nữa thôi. Em sẽ lên thôi. Giờ này cũng gần tới giờ chạy rồi cả nhà. Oh, wow wow, Pháp phát hiện một cái mánh của con ốc nè. Quá đã. Một con ốc dâu đấy cả nhà. Cái vòi của nó màu đen thì sẽ là một con ốc dâu nha. Còn cái vòi của nó màu trắng sẽ là một con ốc tỏi. Hoặc là một con ốc giấy thôi. Quá đã luôn. Một con ốc dâu Pháp chạy ra lại bóc được nè. Quá đã luôn. Có nơi gọi là ốc giác nè. Có chỗ gọi là ốc sắt nữa nè. Còn quê Pháp thì hay gọi là ốc dâu nha. Đây Pháp bóc thêm một con ốc giấy nữa nè. Pháp nhìn thấy rồi nè cả nhà. Một cái vòi của con tu hài á cả nhà. Cả nhà có thấy không? Đó. Quá đã luôn. Có những con tu hài rất là ham luôn cả nhà. Pháp bẹt xuống một xíu ở dưới nó có sạn này cả nhà này. Thì Pháp cũng có nói trước những cái video trước á cả nhà. Bẹt xuống một xíu mà có sạn là em sẽ quẹt kiểu này nè. Chứ không quẹt kiểu kia nha. Đó cả nhà thấy không? Đó, ở dưới toàn là sạn không, nó sẽ cứa tay nha. Dưới mà mình quạt kiểu kia, nó sẽ cứa những cái tay của mình, nó chảy máu luôn cả nhà. Con này nằm cũng rất là cứng luôn này cả nhà. Wow, quá đã luôn. Nhìn đen hầm luôn. Pháp phát hiện hai con mực nang này cả nhà. Pháp bấm không kịp á, nó đang hôn nhau mà Pháp bấm lên không kịp á cả nhà. Hai con, một con đực với một con mái á cả nhà. Wow, Pháp bắt được một con ghẻ nè. Cái mánh nó khá là to luôn cả nhà. Quá đã. Ghẻ này là ghẻ so nha. Nhưng mà rất là tiếc luôn cả nhà. Pháp bóp rồi, nó rất là ớp luôn. Nó mềm xèo à. Pháp thì không bắt đâu. Pháp chỉ thả thôi. Con ghẻ này là ghẻ nhất á cả nhà. Quá là tiếc luôn. Nó mềm xèo à cả nhà. Lấy lên ăn thì cũng ăn không được luôn. Đây, giờ này cũng đã đến giờ rồi. Pháp sẽ lên thôi. Chứ Pháp không lặn nữa đâu. Giờ này là cũng đã 1 giờ mấy rồi cả nhà. Đồng hồ này cả nhà, 1 giờ 24 phút rồi. Không thể nào lặn được nữa đâu.
đang chạy rồi. Bây giờ thì anh Pháp với em Hăng đang lựa sò nè. Em làm vỏn vẹn gần 2, 5, 7, 9, 10 gần 11 bao. Em làm gần 11 bao. Một bao mấy chai 9 30k. Vẫn còn đang lưỡng nè. Còn là những mặt hàng đây là như mẫu nè của chú anh chị. Được gần 3 xô mai. Được một xô mấy ốc tỏi nè. Được một xô mấy ốc tỏi này của chú anh chị nè. Ốc tỏi này qua em hay gọi là ốc tỏi bông. Còn ốc tỏi này thì ốc tỏi hoàng. Đây, được một xô mấy nè. Gần 3 xô mai. Ở đây thì ốc mỡ. Còn đây thì ốc dâu. Ốc dâu thì những con cỡ này thì đủ bởi thôi rồi. Không phải nhỏ đâu của chú anh chị à. Còn đây là tu hại này lợi ghẹ. Sò viết u. Với sò dương, sò ngọt. Phá ghê lắm nè.